Hello, kính thưa tất cả quý vị quan khách, lại là Sơn Sàm đây, lại là cái mặt móc của Sơn Sàm đây. Ô la la la. Vâng, kính thưa quý vị, vừa rồi thì trung tâm tiệc cưới Sơn Sàm đã tổ chức linh đình thành công cái buổi thành hôn của chú rể Bảy Gà sánh duyên cùng cô dâu Quỳnh Như Heo. Vâng, kính thưa quý vị, và ngày hôm nay thể theo lời yêu cầu của tất cả quý vị, một cặp đôi cực kỳ mà đình đám trong làng giải trí drama vừa rồi, đó là cô dâu Đinh Lan sẽ sánh duyên cùng chú rể Thích Tâm Phúc. Đây là thầy chùa ăn thịt chó, một cặp đôi cũng được rất là nhiều sự quan tâm của tất cả quý vị. Vâng, kính thưa tất cả quý vị, và giờ đây buổi lễ thành hôn chuẩn bị được bắt đầu. Thay mặt cho ban tổ chức chương trình cũng như đại diện gia đình, tha thiết yêu cầu tất cả quý vị quan khách chúng ta còn ở phía bên ngoài đó, chúng ta hãy tập trung vào phía bên trong đó. Xin mời tất cả các em thiếu niên đó, các cụ ông cụ bà còn ngồi trước ngõ, mấy em nhỏ còn ngồi trước hiên, và mấy anh thanh niên đang đi lòng vòng ngoài cổng đó, chúng ta hãy tập trung vào tại hôn trường để buổi tiệc chúng ta chuẩn bị được bắt đầu rồi. Xin trân trọng cảm ơn. Vâng, và thưa tất cả quý vị, và mở đầu cái buổi tiệc ngày hôm nay thì đại diện cho trung tâm tiệc cưới Sơn Sàm TV cũng có một phần quà để dành tặng cô dâu chú rể, đó chính là 1 kg khô mực Phú Quốc, mực ống loại 1 nha quý vị. Đây, hàng này thì có thể dùng để làm tặng cho khách nè, đó, tặng cho bà con nhân dịp Tết đến xuân về nha. Rồi 1 kg như thế này thì gồm có từ 8 đến 10 con đó, nó to chà bá, nó to gấp 3 cái mặt MC Sơn Sàm luôn nha. Đó, hàng cực kỳ ngon, cực kỳ rẻ nha. Đó, khách đến nhà mình chỉ cần mình xé dài con khô mực, mình đãi một lon bia thì nó cực kỳ hiệu quả và chất lượng. Rồi, 1.650.000 một ký, 1.650.000 một ký, và free ship toàn quốc, có thể gửi đi nước ngoài luôn nha. Nước ngoài nước nào cũng gửi được hết nha quý vị. Đó thì các quý vị quan khách trong buổi tiệc ngày hôm nay, tất cả quý vị ai mà muốn mua hàng ủng hộ Sơn Sàm thì liên hệ vào cái Zalo này nha. Rồi, đây là phần quà của trung tâm tiệc cưới Sơn Sàm dành tặng cho chú rể Thích Tâm Phúc và cô dâu Đinh Lan. Vâng, kính thưa quý vị, người ta thường hay nói rằng dù ai đi bốn phương trời đó, hỏi đâu lịch sự như người quê ta, mà cảm ơn quý khách gần xa đã về dự lễ cưới của hai nhà chúng tôi. Quý vị hãy cùng ổn định chỗ ngồi và cùng chúc phúc cho nên đôi vợ chồng mà đám cưới thì rực rỡ màu hồng, chắc là quý vị cũng cảm thấy rất vui lòng trong buổi trưa ngày hôm nay. Vâng, thưa tất cả quý vị đó, thì cuộc sống còn gì tươi đẹp và hạnh phúc hơn khi được cùng người mình yêu nắm tay nhau bước lên ngưỡng cửa hôn nhân của tình yêu đôi lứa đó. Trải qua hơn 5 năm tìm hiểu nhau đó, trải qua hơn 5 năm chửi bới, lăng mạ, xúc phạm, mà gọi là công kích nhau trên mạng xã hội đó, thì chú rể Tâm Phúc và cô dâu Đinh Lan đã cảm thấy thương nhau, quý nhau, mến nhau, và đặc biệt họ đã ghiền nhau đó. Và một khi đã cảm thấy không thể thiếu nhau trong cuộc sống, họ đã quyết định trao cho nhau một nửa trái tim của mình, cùng nhau nắm tay bước lên chuyến xe mang biển số hạnh phúc đó. Và ngày hôm nay thì được sự cho phép của chính quyền địa phương, được sự cho phép của hai bên gia đình, cũng như được sự thuận tình của đôi bạn trẻ đó, tất cả chúng ta có mặt tại đây để chứng kiến lễ thành hôn của chú rể Thích Tâm Phúc sánh duyên cùng cô dâu Đinh Lan. Vâng, kính thưa quý vị, và giờ đây trước sự chứng kiến của quan viên hai họ đó, cũng như là bà con cô bác bạn dì bốn bên đó, chúng ta hãy dành một tràng pháo tay thật lớn và hướng mắt về phía cổng hoa để chào đón hai cái dương vật chính nha, hai dương vật chính đó trong buổi tiệc ngày hôm nay. Một cặp đôi hoàn hảo, một cặp đôi mèo mã gà đồng, một cặp đôi ngưu tầm ngưu, mã tầm mã, một cặp đôi mà nồi nào úp dung đó, một cặp đôi rất là hot trên mạng xã hội. Vâng, và giờ đây xin mời tất cả quý vị chúng ta dành một tràng pháo tay thật lớn và một tràng pháo tay thật lớn chào đón cô dâu và chú rể. Trên sân khấu của chúng ta là một cặp bà trai tài gái sắc. Đúng là người ta thường hay nói rằng đó, Việt Nam quả thật rất nghèo, nhưng con trai con gái thì không đâu đẹp bằng. Còn ai thắc mắc hay chăng thì cứ nhìn chú rể là bằng chứng đây. Anh ấy trông rất đẹp trai, cao to phong độ thì chẳng ai sánh bằng. Cô dâu thì lại xinh đẹp tuyệt trần, mà dịu dàng dễ mến, lại có phần nết na. Chị ấy được ví như chị Hằng Nga, mà thiên bồng nguyên soái cũng phải khóc òa vì yêu. Chú rể thì giống Sĩ Điều, cô dâu thì giống Thúy Kiều ngày xưa. Hai người ánh mắt đông đưa mà nhìn nhau
say đắm mà lại say sưa tình nồng. Một tràng pháo tay thật lớn cho sự đẹp đôi của cô dâu và chú rể. Vâng, kính thưa quý vị, và giờ đây trước sự chứng kiến của quan viên hai họ cũng như là bạn bè thân hữu quyến thuộc cả bốn bên, chúng tôi có đôi lời để gửi đến cô dâu và chú rể, cũng như là xin cô dâu và chú rể giải đáp được những cái thắc mắc của cộng đồng mạng. Đầu tiên là câu hỏi dành cho cô dâu. Thưa cô dâu Đinh Lan, là thời gian qua cô dâu đã từng nhắc đến một cái vị hôn phu của mình đó. Cô dâu đã từng nói là cô dâu sẽ kết hôn, và ngày hôm nay cái sự việc đó trở thành hiện thực. Cô dâu có thể chia sẻ đôi điều về cái vị hôn phu của mình. Xin trân trọng kính mời cô dâu. Xin chào bà con. Định là hôm nay không làm clip, nhưng mà mọi người cứ nhắn tin vô là lo lắng không biết tình hình Đinh Lan như thế nào. Và các kênh YouTuber thì lại liên tục nói là Đinh Lan sợ, Đinh Lan trốn, rồi Đinh Lan rút lui gì tùm lum hết. Chủ đề hôm nay đó là Đinh Lan kết hôn. Cho nên là để mình sống, mình cũng phải tôn trọng với cái người đàn ông của mình. Đinh Lan đã từng nói là Đinh Lan có vị hôn phu. Vâng, xin cảm ơn cái phần chia sẻ của cô dâu Đinh Lan. Và liên tục là có một câu hỏi dành cho chú rể Tâm Phúc. Vâng, thưa chú rể, trước đây người ta hay gọi chú rể là khầy. Khầy thì khầy Phúc cho biết là khầy trước đây là khầy rất là nổi tiếng về cái vụ là khầy chùa ăn thịt chó đó, thì cộng đồng mạng rất là phẫn nộ. Hôm nay thì khầy lại cưới Đinh Lan. Không biết là khầy có sợ cộng đồng mạng là lên án, không biết là khầy có sợ người ta nói là khầy mà mê gái không ạ? Tụi bay ăn chơi không, rồi thầy chùa không biết ăn rồi không biết chơi. Chứ người đời cũng có vậy mà, ông thầy chùa cũng có vậy, cũng bằng xương bằng da bằng thịt. Tụi bay khèm ngon, ông thầy cũng khèm ngon. Tụi bay khèm đẹp, ông thầy cũng khèm đẹp. Tụi bay sướng, ông thầy cũng muốn sướng vậy. Bây giờ tụi bay không cho thầy sướng. Vâng, cảm ơn những chia sẻ của thầy rất là nhiều. Và cũng có rất là nhiều người ý kiến rằng là nếu như mà khầy bây giờ khầy cưới Đinh Lan, thì khi mà ra ngoài đi ăn chơi cùng với vợ của mình đó, là không biết là mai mốt là khầy đi uống bia ôm hay này nọ là khầy sẽ mặc đồ như thế nào. Không lẽ là thầy mặc cái đồ lam này thì rất là kỳ đó. Khầy có thể cho mọi người biết là khi mà khầy ăn chơi thì khầy sẽ mặc đồ như thế nào không thầy? Không thầy đó, khầy chia sẻ đi thầy. Tao cởi ra tao ăn đồ, cái tao đi chơi về cái tao ăn đồ lỡ không. Ban ngày tao bận đồ này tao tiếp tụi tối, cái tao bận đồ tao đổi tóc vô, đổi tóc giả vô không. Tối tao đi chơi bị ôm bị vũ trường. Con gái giờ nó thèm thầy chùa, không biết đâu thầy chùa đậu chọc nó phái vậy. Rồi, cảm ơn những cái chia sẻ rất là chân tình của thầy nha. Đây đó là những cái câu hỏi dành cho thầy Tâm Phúc. Và liên tục sẽ là câu hỏi dành cho cô dâu Đinh Lan. Đó là thưa cô dâu Đinh Lan, là thời gian qua đó, cộng đồng mạng có đồn rằng cô dâu có bán cái rượu Đông Trùng Hạ Thảo. Cái rượu này là thương hiệu của rượu Đinh Lan rồi đó, một cái thương hiệu trên thị trường rất nổi tiếng. Và cô dâu có thể giới thiệu sơ về cái sản phẩm rượu Đinh Lan của mình được không ạ? Đó, trong cái lễ cưới này sẵn dịp mình quảng cáo luôn. Bây giờ cô dâu có thể trình bày sơ sơ đó, giới thiệu sơ sơ về cái sản phẩm rượu Đinh Lan của mình. Rồi xin mời cô dâu. Uống rượu là tốt cho gan, uống thuốc thì lợi cho phổi ha, móc túi là nâng cao tay nghề, đánh bài là mở mang trí tuệ, ngoại tình là không có tội. Mai mốt là rượu Đinh Lan là không có được, không có còn tên là rượu Đinh Lan đâu nha. Rượu đó là rượu được á, nó uống rượu được cho nên nó mới bốn thằng rượt cho bốn đứa con. Nhưng mà uống rượu được của Đinh Lan á phải ăn thêm lẩu cát chà bạc. Bà con tự đọc ngược lại đi nha, tôi không có nghĩa vụ đọc ngược lại. Còn uống rượu ăn lẩu cát chà bạc thì ăn thêm gỏi lá chà bồn. Wow, đúng là một cái sản phẩm tuyệt vời. Chất lượng là nói lên tất cả đó. Sản phẩm rượu Đinh Lan là bà con thấy không, rất tuyệt vời. Nhưng mà theo như lời của cô dâu Đinh Lan thì để mà cái sản phẩm rượu này dùng được hiệu quả hơn thì bà con mình nhớ dùng chung với cá chà bạc và cuốn với gỏi lá chà bồn ha, thì khi đó thì nó sẽ đạt hiệu quả tốt nhất đó. Cảm ơn rất nhiều. Và kính thưa quý vị, cái sản phẩm rượu Đinh Lan là một cái thương hiệu nổi tiếng đó, được rất là nhiều cái doanh nhân thành đạt tin dùng. Trong đó có chị Nguyễn Phương Hằng đó. Chị Nguyễn Phương Hằng cũng đã từng dùng qua cái thương hiệu rượu Đinh Lan này rồi. Và bây giờ chúng ta cùng nghe chị Hằng nói gì về cái sản phẩm rượu Đinh Lan. Chúng ta không nhìn ra được cái giá trị của Đinh Lan cống hiến cho chúng ta, và chúng ta lại đi
phỉ báng Đinh Lan, trời ơi thiệt là sai. Tối nay là ngày mai tôi phải cho nhân viên tôi order là 5 thùng rượu của Đinh Lan về, uống vô là một phát một là coi như là chấm vậy chấm nhiễu luôn. Bảo đảm cái gì là chấm vậy chấm nhiễu luôn, mỗi gì biết không? Tại sao biết không? Nó uống nhiều quá, nó nếm rượu để nó quảng cáo đó, cho nên khí tồn tại não nó, cho nên là cái não của nó là phải là khác người, cho nên là lúc nào cũng bay là đà cho nó gì ơi, cho nên là không thể nào sống cuộc sống hiện tại như chúng ta được. Người ta quá giàu có sao cạnh tranh với người ta được, quý vị thấy không? Tất cả cộng đồng mạng đều sai hết rồi, phải có một cái lời là phải có một người đại diện đứng ra xin lỗi Đinh Lan và hứa phải sử dụng rượu của Đinh Lan là khi mà muốn cho là chồng không không chê mà cũng không chê chồng đó. Bảo đảm quý vị là chỉ có rượu Đinh Lan thôi là minh mạng, là thành mỏi mạng luôn. Chỉ bây giờ minh mạng, rượu minh mạng không có giá trị gì trong cuộc đời này hết. Khi mà có Đinh Lan xuất hiện là rượu minh mạng uống vô chỉ có bỏ mạng thôi, đặc biệt là cái rượu Đinh Lan. Vâng, xin cảm ơn những chia sẻ của chị Phương Hằng rất nhiều. Và cũng trong cái buổi lễ ngày hôm nay, chị Phương Hằng đã không đến dự được vì cái tình hình dịch bệnh. Thì chị Phương Hằng cũng đã gửi lời chúc đến cho cô dâu và chú rể trăm năm tình viên mãn, bạc đầu nghĩa phu thê. Ngoài ra thì chị Hằng cũng gửi tặng đến những món quà rất đặc biệt dành cho cô dâu và chú rể. Hai cái phần quà rất giá trị. Phần quà thứ nhất đó chính là một cái suất cắt bao quy đầu miễn phí dành cho chú rể tại phòng khám đa khoa Anh Dũng. Và một cái phần quà thứ hai đó chính là một cái combo là mai miệng miễn phí, mai miệng không cần keo 502 dành cho cô dâu tại bệnh viện chấn thương chỉnh hình. Những cái phần quà rất là có giá trị. Cảm ơn chị Phương Hằng rất nhiều. Kính thưa quý vị, và giờ đây chúng tôi cũng có một vài lời để chuyển từ YouTube dành cho cô dâu ngày hôm nay. Đó là cô dâu Đinh Lan, trong thời gian qua cô dâu đã có những phát biểu rất là không hay trên mạng xã hội, chửi bới âm sầm đó. Thì bây giờ thì đại diện của YouTube ở bên Mỹ nó gửi lời về cho Sơn Sàm cũng như là đại diện cho ban tổ chức, nói rằng cô dâu cần phải lên tiếng xin lỗi, mà không phải xin lỗi cộng đồng mạng, là không phải xin lỗi bà con, mà gửi lời xin lỗi đến chính YouTube ạ. Đó, cái này thì trong buổi lễ này phải phát trực tiếp, nếu không là YouTube sẽ đánh sập kênh của Đinh Lan. Đó, bây giờ yêu cầu trong cái buổi tiệc này, trước sự chứng kiến của quan viên hai họ và bà con bốn bên, thì cô dâu Đinh Lan phải lên tiếng xin lỗi YouTube ạ. Rồi xin mời cô dâu. Xin lỗi YouTube là tại vì có nhiều khi trong cái văn phong nói chuyện có những cái câu nó phạm vô cái quy chuẩn tiệm đồng, xin thông cảm nha. Vâng, đó chính là những cái lời xin lỗi từ đáy lòng mà cô dâu Đinh Lan gửi đến YouTube nha. Đó, đại diện YouTube ở bên Mỹ thì có nghe được thì cũng bỏ qua cho cô dâu Đinh Lan. Rồi thì phần chú rể Tâm Phúc thì sau một thời gian dài thì đã nổi tiếng trên cộng đồng mạng đó, như là ăn thịt chó rồi có những cái phát ngôn rất là ngông cuồng. Mà ngày hôm nay thì chú rể quyết định cưới Đinh Lan nữa, thì không biết trong lòng mà chú rể có thấy là áy náy hay không đó, chú rể có sám hối hay không đó, sau khi cưới vợ rồi chú rể có sám hối để làm lại từ đầu hay không? Không, con Bình đâu có sai gì sám hối, nhưng con lại nói bậy, làm việc đúng không có gì sám hối, mà mình đâu có thuộc về ai đâu sám hối, chừng nào mình đệ tử của người đó mới sám hối. Thầy đâu có đệ tử mấy ổng đâu sám hối, nhưng mà thầy cũng không có liên quan gì tới mấy ổng. Vâng, cảm ơn chú rể. Nói chung là không có sám hối, đúng không? Thì chú rể vẫn quyết tâm là bảo vệ quan điểm của mình. Rồi, kính thưa quý vị, như vậy là nghi thức cử hành hôn lễ đã xong, và tiếp theo sẽ là chương trình hát mừng hạnh phúc. Thì như thường lệ thì tình hình dịch bệnh cho nên việc mời ca sĩ về đây rất là khó khăn. Đó, rất là khó khăn. Cho nên Sơn Sàm sẽ cố gắng sắp xếp để mời cho bằng được ca sĩ về đây hát phục vụ bà con nha. Bà con cứ yên tâm, Sơn Sàm sẽ cố gắng mời cho bằng được ca sĩ về đây. Kim Mao cho mày là 3 ngày mày mời được ca sĩ trong và ngoài nước về. Mày giàu mà, mày mời cả một cái đoàn, cả một cái trung tâm thiên hạ Paris qua cũng được nữa nha. Trong vòng 3 ngày mày làm được á là tao xóa kênh, không làm YouTube nữa. Đó nữa, anh bẫy gà lại nữa. Anh đi ăn đám cưới thôi mà anh ý kiến cái cò nhiều ghê luôn á. Đó, bao nhiêu lần anh cứ thách đố hoài, xóa kênh, cái kênh có 10.000 người đăng ký mà đồ xóa hoài. Đó, chả thấy anh xóa, anh nói cái miệng không à, trời ơi mệt anh ghê. Đó, có gì đâu mà thách 3-4 ngày rồi bây giờ Sơn Sàm mời liền luôn, ha, mời liền luôn. Rồi, kính thưa quý vị, trong ngày hôm nay, ngày thành hôn của chú rể Tâm Phúc và cô dâu Đinh Lan, thì hồi nãy thì ban tổ chức chương trình có nghe là chú rể Tâm Phúc nói là đi uống bia ôm rồi này nọ đó, thì bây giờ cũng đại diện cho ban tổ chức chương trình xin gửi đến bà con một ca khúc là bia ôm. Đó, đi uống bia ôm nhớ bo nha. Đó, không bo cho tụi em nó là tụi em nó chữ. Đó, xin mời tất cả quý vị đến với ca khúc là Uống Bia Ôm Nhớ Bo qua phần trình diễn của nam ca sĩ Sơn Sàm. Dành một tràng pháo tay thật lớn, thật nồng nhiệt đi nào.
Phần trình diễn của nam ca sĩ Sơn Sàm đó, một ca khúc rất là sôi động với phần phụ họa của vũ đoàn Bà Rịa Vũng Tàu đó, một cái chương trình rất là sôi động ha, một tiết mục phải rất là đầy năng lượng rồi. Chúc cho cô dâu chú rể và tất cả quý vị ở đây một cái ngày tràn đầy niềm vui. Và kính thưa quý vị, chương trình ngày hôm nay sẽ được phát sóng trực tiếp trên hai kênh truyền hình nổi tiếng, đó là kênh Thị Nghè và kênh Nhiêu Lộc. Bà con mình cố gắng theo dõi đón xem. Rồi, còn tiếp theo sẽ là chương trình Hát Mừng Hạnh Phúc. Thì một lần nữa ban tổ chức chương trình cũng như là gia đình tha thiết yêu cầu những quý vị nào tham gia trong chương trình ngày hôm nay, chúng ta cùng đăng ký với MC, đăng ký ban nhạc để chúng tôi sắp xếp cho cái buổi lễ ngày hôm nay nó hoành tráng hơn, nó sôi động hơn. Rồi, còn trong khi chờ đợi bà con mình tiến hành cái thủ tục hát hò thì
MC xin giới thiệu một số sản phẩm của gia đình đó, cũng tranh thủ đục nước béo cò mà đó, cũng tranh thủ lợi dụng sương mù quăng lựu đạn, cũng muốn giới thiệu một số sản phẩm của gia đình nha. Rồi hiện tại trên cái Zalo này Sơn Sàm có bán rất là nhiều hàng Nhật uy tín và chất lượng, sản phẩm của gia đình Sơn Sàm chứ không quảng cáo cho ai hết nha. Đây hàng Nhật uy tín và chất lượng, mọi người kết bạn cái Zalo này, ở trong này có rất 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 nhiều sản phẩm luôn đó. Và theo thường lệ là mỗi cái video thì Sơn Sàm sẽ giới thiệu một vài món, một vài cái mặt hàng lên đây, tại vì có rất nhiều cô chú anh chị mình đã không có xài Zalo cho nên không biết tham khảo như thế nào đó, Sơn Sàm phải giới thiệu lên đây nha. Rồi đầu tiên đó chính là cái sản phẩm đây, cái thuốc trị tiêu chảy của Nhật Bản nha. Đó, cái thuốc trị tiêu chảy này thì cực kỳ Serogan nha, Serogan cực kỳ hiệu quả đó. Các anh chị nào mà hay đi nước ngoài hoặc là đi ngoài ra nước bắn pháo bông các kiểu nha, tiêu chảy mà tiêu chảy nặng luôn, rồi uống 1-2 viên này thì nó cầm liền luôn nha bà con, cầm liền luôn. Rồi cái thuốc trị tiêu chảy này thì 340.000 đồng, 340.000 đồng một hộp nha. Rồi sản phẩm thứ hai xin giới thiệu cả nhà mình là cái miếng như miếng dán thải độc nè. Đây, miếng dán thải độc cực kỳ hiệu quả đến từ Nhật Bản. Một hộp này nó có 36 miếng, 950.000 đó, thấy không? Khi cơ thể chúng ta cảm thấy uể oải mệt mỏi là nó có độc tố trong người, nó có độc tố trong người nha. Đó, trước khi đi ngủ chúng ta ngâm chân ở trong nước ấm nha, ngâm chân vô mình lau khô đi, rồi bắt đầu mở hai miếng ra mình dán vô lòng bàn chân nè, thấy không? Đó, mình dán vô hai cái miếng này nó màu trắng, tới sáng mai mình ngủ mình lột ra nó vàng khè, nó đen thui luôn, nó hút độc tố đó, cơ thể mình nó nhẹ nhàng khỏe mạnh đó, cực kỳ hiệu quả nha bà con. Rồi cái miếng dán thải độc này thì là 36 miếng, một hộp 36 miếng, 950.000. Rồi 950.000, sản phẩm tiếp theo xin gửi tặng đến bà con mình là đây, cái salon bát này nha. Trời đất ơi, cái salon bát của Nhật nè. Đó, mình đau vai hay là mình nhức mỏi chỗ nào dán vô là nó cực kỳ hiệu quả. Một hộp này là 140 miếng, 140 miếng, 590.000. Đó, 590.000, 140 miếng nha bà con. Rồi ok, tiếp theo là gì? Tiếp theo là gì? Đây đây đây, cái sản phẩm collagen siêu phẩm dành cho các chị em phụ nữ, các anh chị nam nữ BD. Đó, những người nào mà càng lớn tuổi thì cái da mặt mình nó càng bị nhăn nheo. Đó, cái collagen nó giảm sút, đó cái da mình nó bị collagen nó bào mòn đó, đó đó, thì cái này nó bổ sung collagen, nó làm da mình trẻ hóa lại nè. Đó, cái mặt mình nó căng ra nè, cái thần thái mình nó ok lại nè. Đó, trắng hồng rạng rỡ nha. Đó, một hộp này thì ở trong này nó có 30 gói. 30 gói nha, 30 gói thì mỗi ngày mình uống một gói dạng bột nha, mình có thể pha với nước ấm hoặc nước trái cây. Rồi một hộp này em bán 900.000, uống một tháng 900.000, các anh chị nào mua một liệu trình 3 hộp là em giảm còn 850 một hộp thôi. Đó, rồi cái collagen pH dạng bột. Rồi cái này tiếp theo sẽ là cái viên uống pH dạng bột nè. Đó, nó cũng cùng hãng pH luôn nha. Đây cùng hãng là pH luôn. Nhưng mà cái này là dạng viên, viên uống trắng da quay HT của pH luôn. Cái này nó cao cấp hơn cái kia một chút xíu, nó cao cấp hơn. Đó, một hộp này nó có 120 viên, à, mỗi ngày mình uống 2 viên thì một hộp này uống được 2 tháng là 2.150.000 nha, 2.150.000 đó. Các anh các chị mà càng lớn tuổi như là 25, 30, 35, 40, 45, 50, 55, 60, 65, 70 đó, thì càng lớn tuổi thì collagen nó càng bị bào mòn đó. Cái này nó bổ sung collagen, nó làm da mình trẻ hóa, nó rất là đẹp như da em bé nha mọi người. Đó, có mấy bà chị bà cô mà theo em uống 5-7 năm này rồi đó, trời đất ơi, càng uống càng đẹp. Cái này là 2.150.000 nha bà con, cái viên uống pH này nè. Rồi 2.150.000. Rồi sản phẩm tiếp theo xin gửi đến tặng đó bà con mình là đây, cái siêu phẩm nha. Đây phải gọi là siêu phẩm luôn, nano giải độc gan. Nano giải độc gan bà con biết rồi. Đó, nano giải độc gan. Khi mà cơ thể chúng ta uể oải mệt mỏi là do cái gì? Do cái gan mình nó không thải độc được. Đó, cái nhà máy mà nó hoạt động không hiệu quả là nó không có đào thải được chất độc, đúng không? Thì cái sản phẩm này uống từ 4 đến 6 viên một ngày là nó giúp cho gan mình đào thải ra chất độc á. Khi mà các anh chị uống vô sáng ngủ dậy đi tiểu nha, nước tiểu nó hôi rình nè, nó thú quắc luôn, nó khai kinh khủng. Đó là gì? Đó, nó thải độc ra đó. Uống từ 1 đến 2 hộp này thì chức năng gan mình nó hỗ trợ lại như ban đầu nha. Cái chức năng gan mình nó phục hồi một cách rất hiệu quả luôn. Rồi cái giải độc gan này thì 3.500.000 nha. 3.500.000 cái giải độc gan này nha mọi người. Đó, 3.500.000 cực kỳ hiệu quả nha anh em. Rồi tiếp theo gửi đến cả nhà mình là cái dầu nóng xoa bóp Yoko nè. Đó, các anh chị đi rẫy đi ruộng nè, đó hoặc đi chơi thể thao rồi mà nó đau nhất đó, xoa lên cực kỳ hiệu quả. 290.000. Rồi còn cái sản phẩm hôi nách đây, trị hôi nách. Trời đất ơi. Các anh chị nào mà viêm cánh nha, có mùi đó, dở cái nách lên như là kẹp con mắm cá linh trong đó đó đó, hoặc là có mùi khó chịu ra mồ hôi vận động nhiều đó, sử dụng từ 2-3 tiếp này thì nó đánh mùi 90% là bay mùi nha. Gel trị hôi nách đây, 350.000 đó, thấy không?
Rồi 350.000 mà chẳng đáng là bao mà nhiều người góp lại lớn lao vô cùng. Rồi ok các anh chị mình mua hàng ủng hộ nha. Rồi sản phẩm tiếp theo là gì? Cái gel trị cái gì cái cây lăn mũi cắn đó. Các anh chị nam nữ BD hoặc là nhà có em bé đó, có cái làn da mẫn cảm đó, cái làn da mẫn cảm mà khi mũi đốt hoặc côn trùng đốt là nổi cái đốm đỏ lên nè, thấy không? Đó, cây lăn này lăn vô một cái nó mát lạnh là đó, cái vết cắn nó lặn liền luôn, nó lặn liền. Đó, cái này là 240 cái chai lăn mũi đốt nha anh em. Rồi 240 nhiều lắm, quá trời hàng, tôi không giới thiệu không hết luôn mà. Đó, rồi cái gì, cái này là gút nè. Đó, các anh chị nào bị gút nè, hoặc là có nguy cơ bị gút nha. Đó, một cái món quà rất là ý nghĩa luôn. Đó, trị gút và có phòng ngừa gút. Đó, cái này là nó cân bằng cái nồng độ urit trong máu nè, rồi nó hạn chế những cơn đau, nó cải thiện rất là đáng kể luôn anh em nha. Rồi nhiều quá luôn. Rồi còn thuốc nhuộm tóc, rồi còn này kia quá trời. Rồi ok, cuối cùng là cái siêu phẩm này mới nhập từ Nhật Bản vậy luôn cả nhà. Rồi cái Fukudan nè. Cái Fukudan này, cái này thì dành cho nhà nào mà có người thân đang bị ung thư hoặc là đang điều trị ung thư, xạ trị quá trị nè, hoặc là những người nào mà có nguy cơ ung thư mình phòng ngừa cũng được luôn nha. Đó, cái này là nó rất hiệu quả, nó giúp là nó bẻ gãy cái tế bào ung thư, nó đẩy nhanh cái quá trình phục hồi cho cái cơ thể mình. Nó rất hiệu quả, cái này là dùng cho những người nào mà phòng ngừa ung thư hoặc điều trị ung thư. Đó. Anh chị nào phòng ngừa ung thư thì uống 5 viên một ngày, mà điều trị ung thư thì uống khoảng 10 viên một ngày nha. Rồi cái này thì 3,5 triệu luôn, 3,5 triệu luôn nha. Rồi Fukudan số 1 Nhật Bản, bán chạy nhất hành tinh. Rồi ok, giới thiệu với mọi người là còn rất là nhiều, very nhiều sản phẩm, giới thiệu không hết, mỏi miệng luôn nè, nói khô răng luôn nè. Đó, nhưng mà giới thiệu một ít thôi, cả nhà muốn biết á, muốn tham khảo thì cứ kết bạn cái Zalo này nha. Rồi kết bạn cái Zalo này ủng hộ mình nha, kết bạn đi, rồi vô coi mua được cái gì mua. Đó, mua ai cũng vậy, mua giùm em cảm ơn. Đó, biết đâu có một số sản phẩm mình cần thì sao, đúng không? Rồi Sơn Sàm lấy uy tín của mình đã đảm bảo đây là hàng Nhật chất lượng. Đó, nếu mà kiểm tra không phải là hàng Nhật, đó, hàng giả hàng nhái, gửi ngược lại em đền một trăm lần tiền. Đó, đây là cái hàng em là chất lượng hiệu quả nha, cả nhà cứ yên tâm. Rồi cảm ơn tất cả quý vị, chúc bà con mình sức khỏe bình an vượt qua mùa dịch. Rồi hẹn gặp lại trong bản tin sau, mai tôi kiếm cặp nào tôi làm đám cưới tiếp, rồi phục vụ bà con nha. Rồi xin chào tạm biệt, hẹn gặp lại.